Xin chào tất cả các bạn và anh em đã quay trở lại với kênh của Phụ Tùng An Việt. Thì trong quá trình mình nhận được rất nhiều câu hỏi của anh em, đó là lọc gió xe ô tô thì đi bao lâu thì các bạn sẽ phải thay thế. Thì hôm nay trong video này thì mình sẽ trả lời cho các bạn chính xác là trong khi nào mà chúng ta cần phải vệ sinh và khi nào mà chúng ta cần phải thay thế cái lọc gió động cơ ô tô này. Đấy, thì đầu tiên các bạn sẽ hiểu là trên con xe ô tô các bạn nó sẽ bao gồm có hai lọc gió chính, đó là lọc gió động cơ và lọc gió điều hòa. Lọc gió động cơ và lọc gió điều hòa. Lọc gió động cơ, đây là lọc gió động cơ các bạn, lọc gió động cơ đây. Đấy, thì nó cái này là chuyên lọc cho hệ thống động cơ. Đấy, và còn đây là lọc gió điều hòa. Điều hòa thì nó sẽ lọc toàn bộ không khí trước khi vào trong xe. Vậy thì chúng ta đi xe thì trong bao lâu thì chúng ta phải thay cái lọc gió động cơ này? Thì thông thường theo khuyến cáo của các nhà sản xuất thì không có thời gian nào cả, mà nó tính theo số km. Số km của các bạn lưu thông. Ví dụ như thông thường là chúng ta đi theo khuyến cáo của nhà sản xuất thì các bạn sẽ đi khoảng 5.000 km thì các bạn vệ sinh một lần. Vệ sinh cái lọc gió này một lần. 5.000 km thì bắt buộc các anh em phải vệ sinh. Bởi vì lúc đấy bụi bẩn các thứ nó dính vào trong đây và nó cản trở cái lưu lượng không khí bẩn chưa cung cấp vào trong xe, và nó giảm cái lưu lượng để dẫn đến xe của chúng ta có, nếu với lọc gió động cơ này thì dẫn đến là xe chúng ta có cảm giác ì máy hoặc là cái công việc gây ra hiện tượng tốn xăng. Đấy, thì lúc đó bắt buộc các bạn phải vệ sinh và thay thế vệ sinh. Và cứ trong khoảng 4 lần vệ sinh, tức là 20.000 km thì các bạn thay cái lọc gió động cơ này và lọc gió điều hòa này. Hai cái này thông thường thay cùng với nhau. Đấy, thì là như vậy, các bạn lưu ý nhé, không có thời gian cụ thể mà chỉ có số km. Vậy thì chúng ta cứ thay một cái này thì cứ khoảng 20.000 km thì các bạn thay, và khoảng 20.000 km thay, và cứ khoảng 5.000 km thì các bạn vệ sinh. Nhưng tùy theo cái điều kiện thời tiết, tùy theo cái điều kiện xe chúng ta sử dụng. Nếu sử dụng trong môi trường mà nhiều bụi bẩn thì các bạn lưu ý cho mình thay nhanh hơn. Thay vì là chúng ta phải chờ đến 20.000 km thì các bạn lúc đấy thì các bạn sẽ thay theo, trong trường hợp mà chúng ta như vậy thì chúng ta sẽ đi khoảng 3.000 đến 4.000 km thì các bạn vệ sinh một lần, và khoảng 17 18.000 km là các bạn đã thay rồi. Đấy, thì tùy theo các bạn nào đi nhiều thì các bạn sẽ thay nhiều hơn, và các bạn nào đi ít thì các bạn sẽ thay ít hơn. Đấy là trả lời câu hỏi cho các bạn là lọc gió xe ô tô thì đi bao lâu thì chúng ta phải thay. Đấy, thì các bạn lưu ý cho mình là không có thời gian nhé. Tất cả thì đều theo số km các bạn sử dụng. Anh em nào muốn xem thêm cách phân biệt hàng xịn, hàng rẻ, hàng thay thế của tất cả các phụ tùng dòng xe ô tô thì các bạn nhấn like và đăng ký kênh. Mình sẽ review tất cả các sản phẩm phụ tùng ô tô này phục vụ các bạn một cách hoàn toàn miễn phí nhé. Thì anh em nhớ nhấn like và đăng ký kênh.